giới thiệu với bà con, đây là vàng rau thủy canh. Thì đây là cái cải bẹ ngọt tôi trồng được, hôm nay là ngày thứ 19 rồi. Thì mô hình này sẽ được triển khai ở Phú Quốc trong thời gian tới. Nó phù hợp cho khu vực Phú Quốc, không có xài nước nhiều. Và nó sẽ được thiết kế bên trong nhà màng. Trung bình thì đối với vàng rau thủy canh này, thì cái vàng này là nó ngang 2m, dài là 4m. Thì nếu một vàng này thì một lần thu hoạch có thể đạt được 32 kg. Thì 32 kg thì một gia đình mình thì ăn dư sức à. Chi phí mà để sản xuất 32 kg rau mà ở cái hộ gia đình nhỏ như thế này á, thì nó tầm khoảng 150.000. Thì tính ra 1 kg nó cũng 2.000 mấy/kg, cũng không mắc lắm. Thì một số loại rau nó có nồng độ giống nhau thì chúng ta có thể trồng cùng trên một vàng được. Mà con thấy tôi thiết kế cái ống nước vào rất là chắc chắn. Đây có mấy cây xà lách. Xà lách thì cái nồng độ nó thấp hơn, mà tôi cũng trồng thử để theo dõi. Nếu bà con ở Phú Quốc mà muốn quan tâm lắp một cái vàng rau thủy canh thì hãy gọi điện trong cái số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn. Sắp tới thì chúng tôi có ra Phú Quốc khoảng 30 ngày để thi công cho bà con ngoài Phú Quốc. Thì khi mà tôi thi công thì tôi cũng sẽ hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho bà con trồng. Đơn giản thôi. Tôi hướng dẫn bà con thì chừng 15 phút là bà con làm được. Nó dễ hơn là mình trồng ngoài đất nhiều lắm. Thì khi mình trồng ở độ cao trên 1 mét như thế này thì sâu bọ rồi cũng ít tấn công lắm. Thì rau thủy canh thì chúng ta có thể xem được, chúng ta có thể xem nó là một loại rau sạch vì cái dinh dưỡng nó vừa đủ, cho nên nó không có bị dư, bà con ăn không có bị ngộ độc.